Chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, rất nhiều cách luôn để các bạn có thể phòng chống lừa đảo qua thẻ tín dụng và mình đã giúp cho một khách hàng của mình là đã tránh được lừa đảo hàng hơn hơn 10 triệu đồng. Thì mình rất hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp cho các bạn cũng tránh được những cái sự lừa đảo như vậy trên mạng. Các bạn hãy xem cái video này nhé và nếu các bạn thấy hay các bạn hãy bấm like đăng ký cái kênh này cũng như là bấm nút cái chuông để được nhận được những cái video hữu ích nhất về thẻ tiến dụng của mình nhé. Bây giờ chúng ta hãy về vào, hãy cùng xem cái video này. Đầu tiên thì mình muốn nói với các bạn rằng là tình trạng mà lừa đảo online qua mạng ấy thì nó cũng rất là thường xuyên. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà dịch giã như thế này ấy, thì cái việc lừa đảo nó lại càng nhiều hơn do là các bạn biết rồi đấy, những cái kẻ lừa đảo nó không ra ngoài đường được ấy, thì nó sẽ lên mạng, đúng không ạ? Nó lên mạng và nó sẽ lừa đảo những cái đứa mà lừa đảo thì nó lười lao động thì nó lúc nào nó chỉ nghĩ đến chuyện lừa đảo thôi. Ngoài ra thì trên online thì nó lại lừa dễ hơn rất nhiều bởi vì là nó rất là dễ để là là giấu danh tính cũng như là nó nó bắt trước nhau rất là nhanh. Những cái những cái đứa mà lừa đảo thì ít thôi nhưng mà những cái đứa bắt trước lừa đảo thì nó nhiều. Tại vì nó thấy dễ kiếm tiền quá cho nên là đấy là lý do tại sao tình trạng lừa đảo online giờ nó rất là phổ biến. Bởi vì nó khá là an toàn cho tụi lừa đảo. Cho nên khi các bạn sinh hoạt trên mạng online, các bạn phải đặc biệt chú ý tất cả những chuyện đó ha. thì hôm nay mình sẽ đi vào cái mục đầu tiên đó là chuyên mục là chống lừa cái thủ đoạn mà lừa đảo bằng cách là nâng hạng thẻ tín dụng nhé. mình sẽ nói cái đầu tiên là nâng hạng thẻ tín dụng. thì cái việc này nó như nào? thì nó đơn giản lắm. À, đối tượng này thì nó 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 biết được là bạn có thẻ tín dụng bằng một cách nào đấy, thì bằng cách nào thì đối tượng có thể là mua đối tượng nó mua mua data mua data từ banker tức là những người làm ngân hàng đã nghỉ việc chẳng hạn ví dụ như là mình 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 có đã từng làm ngân hàng abc gì đó mình đã nghỉ việc nhưng mà tình cờ mình lại có một lượng data khách hàng nhất định mình bán với giá rất là rẻ vài trăm nghìn thôi và đối tượng biết luôn là mình tên tuổi là gì chứng minh thư là gì này có thẻ tín dụng này, tất nhiên là có thể là là số tiền bao nhiêu thì nó không biết, nhưng mà nó sẽ biết thông tin cơ bản của bạn, thì nó mới liên hệ với bạn được. Và khi bạn 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 nhận được cái điện thoại đấy, bạn biết thấy là nó biết cái thông tin của bạn kỹ, bạn lại nghĩ là nó là là, là nhân viên ngân hàng đúng không? thì bạn bị nhầm tưởng, nhầm tưởng hoặc là ngộ nhận, Đã. tại vì tại sao nó lại biết bạn có ngân hàng có có thẻ này đúng không? nó lại biết bạn số điện thoại của bạn này. Ở tên của bạn này đó thì bạn này à chắc chắc chỉ có thể là là nhân viên ngân hàng thôi thì mới biết được thông tin này thì chính những cái thủ cái cái đấy là nó nó qua mặt mình rất là dễ dàng sau đấy thì nó làm gì nó sẽ bảo bạn là uh, nâng hạng nâng hạng thẻ tín dụng cho bạn thì các bạn biết rồi đấy thì uh, bây giờ á, thì cái việc mà tiêu xài thẻ tín dụng bây giờ nó rất là phổ biến rồi và rất nhiều người họ tiêu rất nhiều tiền trong thẻ rồi bây giờ họ hết tiền đặc biệt là trong cái đợt mà, mà dịch khó khăn như thế vậy này thì họ sẽ có nhu cầu là nâng hạng thẻ tiến dụng thì đối tượng nó nhắm nó biết được cái uh, mong muốn của khách hàng ấy là nâng hạng thẻ tiến dụng thì mình nó sẽ nói là anh chị anh chị có muốn nâng hạng thẻ tiến dụng không ví dụ thẻ của bạn là 50 triệu bây giờ bạn muốn tăng lên 100 triệu không đó thì nó sẽ nói là bạn chỉ cần là nạp một số tiền thôi số tiền vô thẻ của bạn ví dụ như là 10 20 triệu chẳng hạn thì bạn nghĩ bụng bạn bảo là ờ, uh, bây giờ xong rồi nó hứa hứa là nâng ví dụ là từ 50 lên thành 100 triệu nó bảo là bây giờ bạn chỉ cần nạp 10 20 triệu vào thôi thẻ tín dụ của bạn nhé và xong vòng uh, 10 phút thì nó sẽ nâng cho bạn lên thành từ 50 đến 100 triệu thì bạn thấy ồ cái này đơn giản quá đúng không dễ này sướng này thì bạn bảo ơ ừ, ok thì mình sẽ làm thôi thì bạn nên nhớ nhé tất cả những cái uh, kẻ lừa đảo ấy, thì nó lúc nào nó cũng đánh nó có cái chiêu đơn giản thôi là nó đánh vào cái sự dễ và sướng nó làm cho mình nổi cái lòng tham lên ấy. đó cho nên khi mình tham thì mình sẽ bị mờ mắt và mình 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 sẽ uh, quên đi những cái rủi ro mình gặp phải còn thực tế làm gì có chuyện nào mà trong vòng 50 đến 10 phút mà có thể nâng được hạng thẻ tín dụng đúng không ạ làm gì có chuyện nào như vậy bạn đi vay nó cũng không có cái cái tình trạng là chỉ vài phút mà giải quyết được cái vấn đề như thế này nhưng mà bởi vì do là một là mình cần đúng không hai là mình cảm thấy nó dễ và sướng thì mình tự nhiên mình cảm thấy mình bị gọi là cái lý trí của mình ấy nó sẽ bị mờ lý trí ấy. và mình dễ dàng bị đối thủ đối đối, đối phương nó rắc mũi đó thì các bạn hãy lưu ý cái điều này để tránh những cái rủi ro mình gặp phải trên mạng nhé những kẻ nào mà hứa hẹn với bạn một cái gì đấy dễ dàng và sung sướng rất đơn giản chẳng mất cái gì cả chẳng hạn thì tất cả đều là lừa đảo hết rồi tiếp tiếp theo ấy, thì thủ đoạn tiếp theo là gì sau khi bạn nạp vào rồi sau khi bạn nạp thì đối phương đối tượng sẽ làm gì sẽ là yêu cầu bạn uh, cung cấp um, các cái thông tin thông tin mật ví dụ như là chụp thẻ này chụp hai mặt thẻ này Đó. bạn nên nhớ một điều nhá là không bao giờ cung cấp hai mặt thẻ cho bất cứ ai kể cả nhân viên ngân hàng nhé nhân viên ngân hàng người ta cũng không được phép xin cái điều này tại vì chỉ cần cái thông tin hai mặt thẻ của bạn thôi là đối tượng nó đã rút được tiền rồi ha nhiều người nói rằng là phải cần OTP thì mới rút được nhưng mà thực ra không cả có một số website có một số web nước ngoài là chỉ cần chỉ cần hai mặt thẻ là đủ rồi là rút được rồi Đấy, thì bạn lưu ý cái chuyện đó Thì đối tượng khi mà nó đã có thông tin hai mặt thẻ của bạn rồi Thì nó sẽ vào các website ấy, Và nó cũng biết luôn là bạn đã vừa nạp 10-20 triệu rồi Thì nó sẽ rút hết luôn 20-20 triệu của bạn luôn Bạn hình dung không? Tại vì bạn đã đã bị lỡ lừa mà Đó Thì đa phần những kẻ này thì họ 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 sẽ rút Thì họ sẽ rút ở những cái website nước ngoài thôi Thì họ sẽ tẩu tán số tiền đó đi Đó chứ còn họ chẳng dạy gì mà làm ở tại web Việt Nam khi Việt Nam thì đâu đa phần là các cái website đều yêu cầu là cái mã OTP của SMS thì nó sẽ khó hơn rất nhiều Tuy nhiên ấy, kể cả khi có OTP nó vẫn lừa được bạn Vẫn lừa được Nó sẽ nói bạn là em anh chị em vừa mới làm hồ sơ cho anh chị đúng không Hồ sơ Bây giờ anh chị đọc cái OTP để bọn em giải ngân Giải ngân thì lúc đấy bạn ấy cũng đang uh, tin tưởng nó quá rồi bạn đọc thôi, đọc theo quan tính thôi là bạn chết, mất, bạn sẽ mất tiền. đó, thì uh, bạn sẽ có thể suy nghĩ rằng là làm sao mình để, mình có thể đòi lại được tiền không? có thể đòi lại tiền không? thì câu trả lời là rất khó, đó, rất khó nhá, rất khó. tại vì kẻ lừa đảo thường nó sẽ làm những cái nào? như là website nước ngoài, Đấy, như mình đã nói website nước ngoài như là Amazon chẳng hạn nó sẽ lên đấy nó dùng dùng uh, thẻ tín dụng của bạn nó mua cái mặt hàng nào đấy và rất là khó để bạn lấy lại số tiền đó hoặc là nó sẽ chọn những cái website mà mà mình không thể biết được nói chung là nếu mà mình biết được thì 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 lại lại có đơn giản đúng không nó đã lừa đảo thì nó phải khó rồi mình không biết được cái thứ hai đó là thu thông thường là thủ tục nó sẽ mất từ thời 30 eh, cho đến 45 ngày rất là phiền toái cho mình và câu chuyện là khi mình đã để lộ thông tin thẻ và OTP rồi rất khó để ngân hàng nhé rất khó để ngân hàng bảo vệ mình tại vì bạn biết rồi đấy khi mà ngân hàng người ta đã bảo là bạn không được để lộ thông tin ra mà bạn lại để lộ ra thì người ta làm sao người ta bảo vệ bạn được đúng không giống như là uh, ra đường ấy người ta bảo là bạn đừng có đi uh, đi ngược chiều mà bạn đi ngược chiều thì chẳng may bạn bị tai nạn chẳng hạn thì pháp luật nào người ta bảo vệ bạn được đúng không? cho nên là ở đây mình đã làm sai rồi ấy, thì rất rất khó để mà mà ngân hàng người ta bảo vệ mình tại vì mình đã sai ngay từ đầu rồi mà đó. trừ khi mình làm đúng mà mình bị lừa thì rõ ràng còn đây là mình đã làm sai người ta bảo là không được cung cấp này người ta không bao giờ cung cấp mặt thẻ cho bất cứ ai rồi không cung cấp OTP cho ai mà bạn cung cấp rồi thì làm sao mà người ta bảo vệ cho bạn được? cho nên điều đấy là điều vô cùng khó để mà ngân hàng có thể bảo vệ cho bạn được. Đó, tại vì bạn đã cố tình làm sai rồi. Ha, đó. thì đấy là những cái mà mà thủ thuật mà đối tượng nó lừa bạn để nó nâng cái hạn mức uh, để, để chiếm đoạt tiền cho bạn bằng cái thủ đoạn là nâng hạn mức thẻ tiến dụng. Ha, đấy thì bạn đặc biệt ly cái chuyện đấy ha, à, để mình có thể tránh khỏi những cái chuyện này uh, và mình cũng có một khách hàng đấy đã bị lừa y chang như vậy rồi. Nhưng mà khách hàng khi mà khách hàng hỏi mình là là có nên chụp hai mặt thẻ không thì mình bảo ôi không cái chuyện này chắc chắn là lừa đảo rồi đấy may nhá chứ mà không hỏi mình ấy thì là mất chục triệu với nó rồi tại vì mới mà nạp vào 10 triệu vào luôn để để, để được nâng hạng mức ấy. thì mình đặc biệt lưu ý chuyện đấy ha thủ đoạn thứ hai thì các bạn có thể lưu ý đây là tương tự như thủ đoạn nâng hạng thẻ tín dụng thôi đó là thủ đoạn là rút tiền rút tiền hoặc là chuyển đổi trả góp không phần trăm lãi suất đó thì thủ thuật này nó cũng rất là giống với thủ thuật trên này thôi thế là nó cũng liên hệ với bạn này đúng không thay vì nó nói rằng là nâng hạn thẻ tiến dụng thì nó sẽ nói rằng là anh chị có muốn rút về tài khoản không rút về tài khoản hoặc là anh chị muốn chuyển trả góp không phần trăm thì bạn thấy cái này nó cũng dễ và 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 sướng đúng không bạn cũng bị mờ lý trí nó mờ mắt và lại đúng cái nhu cầu của bạn nữa thì bạn sẽ sẽ, sẽ rất là, là dễ bị rắt mũi thôi đó thì sau khi bạn đồng ý rồi ấy, thì nó sẽ đây cái lời hứa của nó y chang như vậy nhá hứa này hứa này đó, hứa là giúp cho bạn chuyển về tài khoản ví dụ tài khoản của bạn thẻ của bạn là 100 triệu đi thì nó bảo là em sẽ giúp anh chị chuyển rút về rút về 100 triệu về tài khoản không mất phí hoặc là mất rất ít ví dụ là một phần trăm chẳng hạn đó. đó. kiểu thế hoặc là rút tiền một phần trăm là một phẩy ba phần trăm chẳng hạn đấy bạn có hình dung thế thì nó đánh vào cái yếu tố là rẻ rẻ này dễ này sướng này đó, thì bạn lại tham thôi đó. khi bạn tham rồi thì là bạn sẽ bị rất mũi bạn nhớ một điều nhé nếu bạn mà có rút tiền thẻ tín dụng hay gì ấy, thì bạn phải thứ nhất là bạn ra ngân hàng ra ngân hàng chỉ có ngân hàng là chuẩn nhất thứ hai là nếu bạn giao dịch tại các cái đại lý mà rút tiền thẻ tín dụng ấy, thì bạn phải là các đại lý mà lâu năm có văn phòng tại nhà tại vì bạn nên nhớ một điều là uh, họ mà thuê văn phòng ở ngoài thì họ trốn rất là nhanh văn phòng thuê có mấy triệu là xong mà đó thì lúc đấy chủ nhà người ta cũng chẳng có trách nhiệm gì với với cái người đấy cả cái thứ hai là nhiều khi là đại lý người ta cũng không lừa đâu nhưng mà nhân viên người ta làm bậy chẳng hạn thì người ta cũng không thể nào kiểm soát được cho nên là mình cần phải rất là đặc biệt lưu ý lựa chọn các cái đại lý mà hỗ trợ cho mình tài chính để rút tiền thẻ tín dụng đấy, còn đẹp nhất là mình ra ngân hàng thì hai cái đơn vị này thì phí nó sẽ rơi vào khoảng hai phần trăm chứ không bao giờ có chuyện là giá rẻ hơn cái mức giá này giá trên thị trường các bạn hình dung không giá mà rẻ hơn tầm này là thường hay là lừa đảo lắm thì các bạn lưu ý cái chuyện này nhé lưu ý. sau đó thì bạn sẽ quay trở lại câu chuyện này đi thì đối tượng lừa bạn là có thể rút được tiền 100% về tài khoản không mất phí hoặc là phí rẻ này thì bạn sẽ bắt đầu nó nó sẽ lại lại quay trở lại cái câu chuyện là 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 là, là... lấy thôi đó câu chuyện là thì đối tượng sẽ nói bạn là gì lại yêu cầu là cung cấp thông tin mật này chụp hai mặt thẻ này rồi đọc OTP khỉ gió gì đó thì đối tượng sẽ nói bạn là chụp thẻ này hai mặt thẻ cộng OTP đọc OTP thì đối tượng nó chỉ nói câu chuyện là à, bây giờ anh chị chứng minh chứng nhận là anh chị là chủ thẻ thì anh chị chụp hai mặt thẻ cho em đó thì bạn tưởng thật rồi bạn nghe theo sau đến khúc mà đọc OTP thì nói nói là em vừa mới làm hồ sơ cho anh chị rồi Bây giờ anh chị đọc cái OTP cho em để em xác nhận hồ sơ Đó, Chứ nó không nói là OTP để chuyển tiền Nhưng mà các bạn thường lưu ý một điều ấy là Các bạn đọc kỹ hộ mình cái này nhé đây này, nội dung OTP này. Đây các bạn hãy để ý những cái nội dung OTP của ngân hàng gửi cho mình nhé đây này, các bạn hãy để ý này Đây, đây các bạn hãy nhìn này không cung cấp otp cho bất kỳ ai các bạn thấy không đó mà bạn cung cấp otp cho người ta rồi ấy thì là bạn mất tiền bạn dáng chịu thôi chẳng cách nào khác đó các bạn thấy không Airbnb này à, ngân hàng nào cũng thế thôi mình để ý thôi mình để ý ngân hàng nào người ta cũng nói là các bạn không được phép là cung cấp otp cho bất cứ ai bạn mà cung cấp thì bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm các bạn nhớ một điều như vậy nhé đó thì khi bạn nhập otp xong là xong rồi là nó sẽ mua hàng rồi mua hàng rồi mua hàng thành công là còn mà nó mua hàng ở đâu thì mình không thể nào biết được mà mãi về sau mình ra ngân hàng mình tra soát thì may ra mới biết được đã, các bạn thấy hình dung không thì sau đấy thì nó đã lấy được tiền của bạn rồi đã, rất đơn giản đúng không thì các bạn hãy lưu ý mua hàng thành công ấy, thì mình quay trở lại câu chuyện là có đòi lại được tiền hay không ấy. thì nó lại cũng là câu chuyện là rất khó để đòi tiền lại đã. thứ nhất là nó dùng website nước ngoài thứ hai là chu trình 30 đến 45 ngày thì lúc đấy thì thời gian nó đã cao chạy xa bay rồi Và rất khó để ngân hàng nó bảo vệ mình Mình đã để lộ hết thông tin Thẻ rồi đọc OTP cho đối phương rồi thì chịu rồi bó tay rồi Cho nên là mình cần phải đặc biệt lưu ý những cái thủ đoạn này Tiệu chung lại ấy, thì các bạn hãy lưu ý cho mình một điều như này Để các bạn bảo vệ bản thân mình trên Internet nhé Điều đầu tiên ấy, các bạn là không chụp thẻ Cho bất cứ ai Tự nhận Là banh cơ à, Cái điều thứ hai là bạn không giao dịch giao dịch qua online, zalo hay là viber gì hết. Đó. bạn bảo nếu mà bạn muốn ấy thì bạn hãy gửi cho tôi cái email ngân hàng đi. ví dụ như là ngân hàng uh, Việtcombank, vietcombank.com.vn chẳng hạn. đó, hoặc là Sacombank, com.vn vân vân. nhưng mà tự chung lại mình cũng không nên là 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 gửi cái này cũng cũng nó cũng rất là mạo hiểm nhất là đối với những cái người mà không dành về internet hay ở quê chẳng hạn thì tốt nhất là mình cứ gọi lên hotline, gọi hotline, đó. hotline đâu thì mình vào google nhé, google.com, rồi mình gõ tên ngân hàng ra, gõ tên ngân hàng, tên banh à, cộng với hotline, cái chữ là hotline thì là kiểu gì nó cũng sẽ ra, đúng không? đây ví dụ như mình ra đây mình gọi là à, Vietcombank đi, xong rồi mình gõ hotline đi, là kiểu gì nó cũng ra, đó. đấy các bạn vào trang đầu tiên, lúc nào thường ngân hàng chính của nó ở trang đầu tiên các bạn hình đúng không? đấy thì nó sẽ có số hotline bạn gọi thẳng đến hotline bạn hỏi thì là chính xác nhất không có kẻ gian nào lừa được bạn đúng không? còn nếu mà kẻ gian mà nó gọi điện cho bạn thì bạn bảo là thôi tôi sẽ gọi gọi hotline cho an tâm à, anh chị cho tôi xin tên đơn vị công tác thì đấy bạn chỉ cần hỏi này thôi là nó sợ rồi tại vì nó đâu dám đưa thông tin của nó đâu cho nên là nó sẽ cúp máy ngay lập tức nếu nó là lừa đảo ha Đó, thông thường là như vậy tốt nhất là mình gọi gọi lên hotline hoặc là mình gọi lại chính cái số mà thực ra chính cái số của nó thì nó mình của nó vẫn lừa được mình mà nên tốt nhất là mình cứ gọi thẳng lên hotline cho chắc cú thì đúng không ví dụ thỉnh thoảng lâu lâu mình hay nhận được một cái cuộc gọi là điện thoại điện thoại bàn gọi điện bảo là em ở ngân hàng abc gọi điện đến cho mình là mình không không nghe thông thường là mình không nghe trừ khi là ví dụ là, là người ta có thông tin của mình rồi ví dụ mình gọi lên hotline nó bảo là À, hiện tại các tổng đài viên đang bận bạn hãy để lại lời nhắn để chúng tôi gọi lại sau ấy. thì lúc sau có người gọi lại và là anh em em ở ngân hàng abc nãy anh gọi lên mà bọn em không nghe được bọn em gọi lại cho anh ấy thì thì mình còn tin còn đâu mà những cái cuộc gọi đến nó, nó nó rất là 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 không yên tâm các bạn nhớ một điều như vậy nhé cái thứ ba là các bạn cái này này thì các bạn bảo vệ bản thân mình này không chụp ảnh thẻ tín dụng hai mặt cho bất cứ ai Đó, một mặt cũng không gửi không để lộ thông tin OTP nhá không đọc OTP cho bất cứ ai, đó. không giao dịch online qua Viber, Zalo, đó. À, ví dụ như là trong trường hợp mà có ai đấy mà gọi uh, uh, vay tiền bạn hay là gì đấy, chẳng hạn là người quen, người thân đi chẳng hạn, đúng không? cái trường hợp này nó gặp rất nhiều lừa đảo, là nó hack Facebook, hack Facebook, uh, Zalo, sau đó nó mượn tiền của bạn, đó thì cách đơn giản nhất là bạn hãy gọi điện lại gọi điện lại điện lại video call hoặc là gì đó hoặc là gọi số số di động của người đó để xác nhận đó. còn nếu mà nó thông thường nó hay lo làm là tôi đang ở nước ngoài ấy. tôi đang ở nước ngoài thì để bạn không gọi điện cho nó được ấy, thì bạn gọi video gọi video call để xác nhận mặt để xác xác nhận đấy vậy là xong chứ mà đừng có lẳng lặng mà chuyển là chết đấy nhá yeah. kể cả tên trùng cũng không được tên trùng nó đi nó, nó mở tài khoản giả cũng được mà ví dụ tên của nó là tên của người và bị hack zalo đi nó hack được của facebook của ông nguyễn văn a đi thì xong rồi nó tạo nó nó đang dùng chứng minh nhân dân giả nó ra ngân hàng xong nó mở tài khoản của nguyễn văn a đấy xong đó nó đi lừa Đấy kể cả bạn chuyển trúng mất tên tài khoản đấy rồi bạn vẫn bị lừa như thường Cho nên bạn cứ làm gì Bạn gọi điện video để bạn nhìn mặt xác nhận lại Tại vì nhiều khi là cái giọng nói nó cũng có thể lừa được mình Đó là chắc ăn nhất Hãy bảo vệ bản thân mình thật là tốt trên mạng Để bạn không bị lừa tiền nhé à, Hy vọng rằng là các bạn thấy cái video này hay Và hai bạn hãy bấm like, đăng ký okay. kênh và bấm nút cái chuông Để có thể nhận được cái video mới nhất của mình nhé À, xin thân ái hẹn gặp lại các bạn và nếu các bạn có thêm bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment ở bên dưới mình hứa mình sẽ trả lời 100% tất cả các câu hỏi của bạn ở dưới comment nhé các bạn cứ để ý xem tất cả comment mình đều trả lời hết mình không để sót một cái email à, có cái comment nào hết à, hy vọng rằng là mình sẽ giúp được các bạn tránh được những cái rủi ro không cần thiết như vậy trên mạng hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp nhé